Chương 37. Cửa sổ phòng khách sạn Sheraton của tôi trông ra nghĩa trang Manpanesi. Sau khi tắm cho sạch hết những dơ bẩn của tòa đại sứ, tôi đứng bên cửa sổ, đem tâm trở về với cái thân mệt mỏi này. Một ý nghĩ vui vui hiện lên trong óc tôi. Trong nghĩa địa kia có người lính nào tử trận Điện Biên Phủ nằm không? Nghĩ đến cuộc chiến tranh của thực dân Pháp trên quê hương, tôi lại ghét thằng Tây nhiều nữa. Ác cảm của tôi với nước Pháp mỗi ngày một tăng. Trong thời gian tôi ở đây, cho tới cái tay vịn cầu thang bằng đồng cũng làm tôi nhớ đến đạn đồng, bom đạn mà quân đội viễn chinh Pháp trút lên quê hương tôi. Tôi lắc đầu để cố quên đi dĩ vãng, rồi đi ăn trưa và nghiên cứu bản đồ xe điện ngầm, tìm đường tới biệt thự của mặt trận giải phóng miền Nam thăm ba má tôi. Khi ra khỏi trạm xe điện ở vùng ngoại ô Paris, tôi mở cửa một xe taxi đưa cho tài xế địa chỉ của biệt thự tại số 49 đường Cambaceres. Ông tài xế liền hỏi tôi, bà định đến cơ quan của Việt Cộng à? Khi tôi xác nhận bằng tiếng Anh, ông ta hỏi tôi có biết tiếng Pháp không? Tôi phải thú thật là tôi không biết. Ông bèn vén tay áo thun lên để cho tôi thấy hai chữ Việt Nam xâm trên vai. Ông cũng cho biết ông đã từng ở Việt Nam từ năm 1952 và năm 1953. Tôi hỏi ông có biết tiếng Anh không thì ông lấy tay ra hiểu biết chút chút. Tôi liền hỏi, à, Việt Minh đuổi ông xuống tàu à? Bà là Việt Cộng? Không, tôi là người quốc gia. Ông vui vẻ nói, tốt tốt. Rồi ông bắt đầu cho xe chạy. Khi đến nơi, ông cựu lính viễn chinh không chịu thối tiền cho tôi, viện cớ không có tiền lẻ. Tôi tức giận định la ông thì chợt trông thấy ba má tôi đứng trên ban lơn biệt thự nhìn xuống. Cảnh êm đềm hiếm có ấy làm tôi nguôi giận. Tôi vội vàng mở cửa xe bước ra, má tôi đi vào phòng. Cảnh này làm tôi nhớ lại thời chúng tôi ở tầng lầu 2 chung cư trên đường Nguyễn Văn Sâm, Sài Gòn. Má tôi thường đứng trên ban lơn, đợi chúng tôi đi làm về. Khi thấy bóng chúng tôi, bà vội vào nhà để mở cửa cho con. Một ông già hình như là một người giúp việc đón tôi ở cửa và nói bằng một giọng chân tình, rất vui mừng được đón tiếp cô ở đây. Tôi chắp tay cúi đầu chào ông theo kiểu Việt Nam. Ông cũng cúi khom lưng để đáp lễ. Tôi kêu ông bằng ông Cát, nhưng sau đó ba tôi dặn tôi kêu là bác Cát cho thân mật. Trời tháng 9 ở Paris có thể dễ chịu với người Pháp nhưng lại lạnh đối với một người Việt Nam như má tôi. Bà đã quen khí hậu nóng ở Việt Nam và Hawaii. Bà đứng cạnh một bồn bông súng, mặc cái áo len dày và chùm kín đầu bằng một khăn quàng màu đỏ. Trong khi đó ba tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay dài. Bác Cát đưa chúng tôi vào một phòng khách và mang trà nóng ra. Sau đó bác xuống nhà bếp để sửa soạn bữa ăn tối cho chúng tôi. Bác cho biết đây là một dịp đặc biệt nên bác tự tay nấu nướng. Dù bác nấu cũng không ngon lắm, để tăng cường cho bác, sứ quán gọi hai người đàn bà tới phụ. Họ là hội viên của Việt Kiều yêu nước. Sau khi bác ra khỏi phòng, má tôi và tôi nhìn nhau không nói một lời, nhưng đều có ý không thích những người này ở gần chúng tôi. Má tôi chỉ muốn được ở bên ba tôi mà không bị ai nhòm ngó rình rập. Má tôi muốn tìm hiểu ba tôi hơn. Sau 20 năm xa cách, má tôi cũng muốn biết ba tôi nghĩ gì về cuộc giải phóng tại quê nhà. Lợi dụng khi ba tôi ra khỏi phòng mấy phút, tôi hỏi má tôi thấy thế nào khi được gặp lại ba tôi. Má tôi khóc, bà nói, má muốn cho con biết để con yên lòng là ba con muốn má về Việt Nam với ba. Còn họ, tụi Nga, muốn má về nên đã làm ầm ĩ chuyện này để tuyên truyền. Ba con chưa dám nói thiệt với má nhưng má đã biết hết rồi. Tôi xác nhận, má à, con nói chuyện với chú Nam thì ra ý đồ của họ là như vậy. Con không quan tâm về chuyện tuyên truyền của họ. Con chỉ muốn biết khi má trở về Việt Nam, má có được an toàn không? Má tôi nghẹn ngào nói, thằng John đã liều mạng, không kể hiểm nguy cho nghề nghiệp để cứu má và hai đứa nhỏ. Không có một lý do nào mà má phụ hết công lao của vợ chồng con. Tôi vội lắc đầu lia lịa nói, đó là bổn phận của tụi con trong giờ phút đó. Quên công lao đó đi má à, đó là chuyện quá khứ. Con nói chuyện bây giờ nè, má về Việt Nam với ba không? Bà chưa kịp trả lời thì ba tôi trở vào phòng. Ông ngỏ ý muốn đưa tôi đi xem quanh nhà mà ông kêu là biệt thự lịch sử. Ông tỏ ra hãnh diện về ngôi nhà này, thật ra thì cũng đáng hãnh diện. Vì đây là nơi trú ngụ của các lãnh tụ nổi tiếng trong khi dự hòa đàm Paris, đó là ông Lê Đức Thọ và bà Nguyễn Thị Bình và nhiều nhân vật nổi tiếng khác nữa. Cũng chẳng có gì nhiều để coi vì nhà đang sửa lại, đồ đạc chất đống trong một căn phòng. Nhưng tôi phải tỏ ra thích thú và thán phục khi đi vòng quanh nhà cho ba tôi vui. Ngay cả khi chúng tôi nói chuyện về ngôi nhà này,
thấy ba má tôi có vẻ buồn trong ánh mắt. Tôi thấy mình bất lực, dù sao tôi cũng là người ngoài cuộc, chỉ có ba má tôi mới giải quyết chuyện riêng của hai người. Khi chúng tôi còn sống ở Sài Gòn, chị em tôi thường kêu tôi là người có ba đầu sáu tay, vì tôi có khả năng giải quyết nhiều chuyện khó khăn trong gia đình. Bây giờ mà có sáu đầu 18 tay cũng bất lực, vì đây là chuyện chỉ có thể giải quyết giữa hai trái tim. Ba tôi vui lắm bên vợ con, dù hoàn cảnh quá mong manh. Ba à, con mơ ước ngày đoàn tụ của mình lâu lắm rồi. Ba tôi vui vẻ đáp. Ba phải công nhận rằng con có rất nhiều công trong việc này. Con đã thu xếp cho má sang đây với ba, ngồi cùng một phòng nói chuyện với ba. Má tôi nói, con không thể nào chạy nửa vòng trái đất để được gặp ba con vài ngày, vài tuần sau lưng đảng của ba con. Tới lúc con phải hiểu những điều kiện nào hai cha con mới được gặp nhau. Trời ơi, má tôi đi guốc trong bụng cộng sản mới hiểu mà thắc mắc vấn đề này. Chắc má tôi nghĩ rằng tôi phải tuân theo những điều kiện của cộng sản để được gặp ba tôi. Ba tôi nhắc nhở má tôi, chuyện riêng tư thì từ từ giải quyết. Má tôi nói một giọng bất mãn, ở Nhật á, ông đã không dám cho đồng chí của ông biết nó là con gái ông. Tôi không thích như vậy. Tôi nháy mắt ra dấu cho má tôi hãy giữ bình tĩnh và đừng vì tôi mà trách móc ba tôi. Thật ra hồi ở Nhật tôi đau lắm, nhưng tôi cho rằng đó là điều cần thiết để ba tôi giữ uy tín với các cán bộ cộng sản khi được chút tự do ra khỏi nước. Nếu cộng sản biết được rằng các con của ba tôi hiện sống ở Mỹ vẫn tìm cách liên lạc với ông, thì chắc chắn họ sẽ không cho ông được hưởng chút tự do nào nữa. Bữa ăn tối rất ngon với nhiều món đặc biệt và thuần túy Việt Nam. Tôi ăn như người bị đói đến nỗi ba má tôi hỏi tôi có ăn trưa không. Khi bác Cát và hai người đàn bà dọn cơm xong, họ đóng cửa đi xuống nhà bếp. Chúng tôi nói chuyện gia đình, nhắc tới những ngày xa xưa, ba má tôi nói tới con cái, cả những tính tốt lẫn điều xấu. Khi má tôi khen tôi, rất hiếm khi tôi được khen như vậy. Bà cho biết các con đã tận tình săn sóc bà khi phê bình tôi. Bà nói, cái con nhỏ này nè, làm tôi bạc đầu, cho tới khi nó đi lấy chồng, nó đúng là con gái của anh. Hôm đó có một người đàn ông ghé qua villa gặp ba tôi. Trong khi người tài xế của ông ngồi đợi trong xe, ông và ba tôi vào phòng khách để nói chuyện. Vì phòng này đang được sửa sang nên không có bàn ghế gì hết, hai người phải đứng bên cửa sổ thì thầm. Má tôi về phòng nằm nghỉ, nhân lúc vắng vẻ tôi lên lầu 2 để xem xét thăm dò. Trong một văn phòng sát phòng ngủ của ba má tôi thấy có nhiều ngăn đựng giấy tờ, có cả những ngăn chứa toàn hồ sơ cũ. Giấy đã ngả sang màu vàng. Tôi vuốt nhẹ tay những tờ giấy vàng đó và nghĩ rằng những hồ sơ này có nhiều giá trị đối với chính phủ Hoa Kỳ mà tôi nên đọc qua hoặc là định chụp hình để đưa cho Rob. Nhưng phòng này không đủ ánh sáng nên máy hình của tôi không chụp được. Tôi đóng cửa phòng rồi bắt đầu quan sát. Tôi không dám bật đèn vì sợ người tài xế xe Mercedes từ dưới nhìn lên có thể thấy rõ. Tôi mở một ngăn và đọc sơ qua một vài trang giấy thì mới biết cái bản giấy này là của bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Tôi kéo ghế ngồi xuống, tôi đọc lướt qua một vài tờ giấy nữa, rồi cảm thấy mắc cỡ vì bà ta cũng là một phụ nữ Việt Nam mà lại phục vụ cho một tà đạo. Trong ngăn kéo có một lá thơ của một người đàn bà Mỹ chúc bà Bình gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong hội nghị hòa đàm Paris. Người đàn bà này ca tụng bà Bình là một con người có bản chất yêu chuộng hòa bình. Đoạn cuối của bức thơ, bà yêu cầu bà Bình và chính phủ Hà Nội cũng như chính phủ lâm thời miền Nam hãy thả các tù binh Mỹ. Bà cho biết cháu bà đã bị ép buộc phải chiến đấu cho chính phủ Bù Nhìn Nam Việt Nam và đã bị bắt làm tù binh. Bà Bình đã phê vô cuối lá thư, bà này điên khùng quá, không trả lời. Lá thư thứ hai của bà mẹ một anh lính trẻ đang chiến đấu ở Việt Nam. Bà tự nhận là một người phản chiến, bà khẩn khoản xin bà Bình và chính phủ Hà Nội cố gắng chấm dứt chiến tranh và hỏi bà có thể làm gì để giúp mặt trận giải phóng miền Nam sớm chấm dứt chiến tranh. Tôi tin rằng em trai tôi sẽ không bao giờ cho phép má tôi đi van xin kẻ thù chấm dứt chiến tranh để nó được về nhà với má. Bà Bình viết vào lá thơ cho thơ ký trả lời. Bà này có thể khuyên con trai đòi bồi thường khi nó về Mỹ, nhưng đừng viết vào thư trả lời. Bảo bà ấy hãy vận động và liên kết với hàng xóm láng giềng chống chính sách của chính phủ về chiến tranh tại Việt Nam. Đồng ý với bà ấy là con bà phải được ở cạnh bà, chứ không phải ở Việt Nam. Lá thư thứ ba của một cô gái người Mỹ bày tỏ lòng ngưỡng mộ bà Bình và những cố gắng của bà để tiến tới hòa bình trên tổ quốc của bà, tôi hổ thẹn làm công dân Mỹ trong giai đoạn này.
vì Việt Nam là nước duy nhất bày tỏ lòng yêu chuộng hòa bình. Lá thơ còn tỏ ra thiếu dè dặt khi cô gái viết: "Tôi mong rằng nhờ bà và dân tộc Việt Nam mà chúng tôi có thể thấy lại được ánh sáng cho nước tôi sau những ngày đen tối. Hơn thế nữa, nước Mỹ hiểu rằng dù là một cường quốc cũng phải tôn trọng hòa bình." Bà Bình viết cho thư ký trả lời: "Tiếp tục gửi tài liệu cho cô gái này và cho người của chúng ta tiếp xúc với cô ấy. Đây là một nhân vật có thể xài được." Tôi định đọc tiếp thì nghe tiếng ba tôi kêu. Tôi ngó qua lỗ khóa thấy ông đang đứng giữa nhà nhìn ráo rác tìm tôi. Tôi mở cửa lẻn ra và rón rén bước xuống cầu thang ra vườn, rồi mới vào nhà trở lại, tránh cho ba tôi thấy tôi trở ra từ văn phòng bà Bình. Tôi ghẹo ba tôi: "Việt Cộng gian ác tới gặp ba chi vậy?" Ba tôi cười nụ cười héo hắt trả lời: "Đó là nhân viên tòa đại sứ đến lấy giấy tờ của má để xin chiếu khán cho má về Việt Nam qua ngã Mạc Tư Khoa." Tôi không hiểu ba tôi có biết tôi cất giấy tờ của má tôi trong tủ sắt trong khách sạn không. Ba tôi cho nhân viên tòa đại sứ biết rằng má tôi còn cần suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Tôi thấy đây là một chuyện rất khó khăn cho ba má tôi khi phải chạm mặt với thực tế. Nó có thể làm tan vỡ ảo tưởng về sự sum họp tại ngôi biệt thự này. Ba tôi có vẻ lo lắng trong khi má tôi lại tỏ ra chán nản. Tôi nhìn bà định nói một câu gì, nhưng bà đã lên tiếng trước: "Tôi không có thích bị dồn vô cái thế này. Đừng có để ai ép buộc tôi." "Ai ép má?" tôi hỏi. Ba tôi liền đi ra khỏi phòng mà không nói một lời nào. Tôi im lặng nhìn theo ba tôi, rồi đến ngồi lên mép giường má tôi đang nằm. Bà nói: "Họ tới cho ba con biết họ đã giữ chỗ cho má trên chuyến bay đi Mạc Tư Khoa, rồi về Hà Nội vào cuối tuần này." Tại sao người ta lại sắp xếp ngày giờ cho ba má tôi đi? Hai người muốn đi chừng nào thì cho họ biết, chứ tại sao họ lại cho ba má tôi biết chừng nào phải đi theo chỉ thị của họ? Hồi đó tới giờ chưa có ai biểu má tôi đi thì đi, ở thì ở bao giờ. Ba tôi để hai mẹ con tôi ngồi nói chuyện rồi lên giường nằm ngủ. Lại sợ vách có tai nên má nắm tay tôi dẫn ra ngoài sân nói chuyện. Bà kể, bà đã hỏi ba tôi nửa đùa nửa thật: "Khi tôi về bên nhà, tụi cán ngố nó có làm gì tôi không hả anh?" Ba tôi nhăn mặt: "Sao em dùng danh từ không hay chi vậy em?" "Thì người người trong Nam của tôi nói sao tôi nói vậy. Anh nợ em nhiều lắm, không làm sao trả hết. Vì vậy anh phải nói thật với em để sau này em không trách anh. Em về, các anh sẽ mời em lên nói chuyện. Có thể em sẽ đi họp vài ngày rồi thôi, em về với anh." Má tôi nói lại rằng bà vừa tội nghiệp vừa thương ba tôi. Khi nghĩ rằng ông đã lấy hết can đảm, hết tình chồng vợ mà trút hết sự thật với má tôi. Nhưng bà cũng la lên: "Vác cái mặt này lên cho mấy thằng đó mắng chửi chứ gì. Không có ai xúc phạm em đâu, nhưng đi học tập ít ngày rồi về. Tôi khôn hơn ông Hồ Chí Minh của anh, thương dân thương nước hơn anh Ba Duẩn của anh. Thì ai mà dạy tôi để mà học với tập. Thôi, tôi không về, cho đẹp lòng hai bên." Má tôi kể lại, bà nói ba tôi không nói gì mà im lặng cả buổi trưa. Tôi thầm nửa mừng nửa xót xa khi biết má tôi đã từ chối không về Sài Gòn. Tôi can má đừng giận ba tôi, vì đó không phải là ý của ông. Công bằng mà nói, cả tuần nay ba tôi chiều má tôi, nhượng bộ hết. Tôi gọi cho Rap nhiều lần khi tôi đã trở về khách sạn vào 9 giờ tối nhưng không gặp ông. Rỗi rảnh quá, tôi lại ngồi viết báo cáo về cuộc thăm viếng ngôi biệt thự. Nó hơi dài, tôi thiếu loại giấy đặc biệt mà ông cho tôi hôm trước, nên tạm xài thêm giấy viết thơ. Tôi mong Rob đến lấy bản báo cáo ngay tối hôm nay, vì tôi không muốn để nó trong phòng tôi, lỡ bị an ninh Pháp hoặc là gián điệp Nga, KGB lén vô phòng tìm thấy thì rất phiền phức. Tôi tìm quanh phòng để kiếm một chỗ an toàn tạm giấu bản báo cáo này trong đêm nay. Mấy bức tường thì cứng ngắc, còn thảm thì đóng chặt trên sàn. Trong chỗ máng quần áo có một dàn để máng áo, phía chót của cái dàn bằng sắt tròn, có cái nắp bằng cao su đậy cái lỗ của thanh sắt. Tôi gỡ cái nắp cao su đó, quấn tròn mấy trang giấy báo cáo lại, rồi bỏ vô thanh sắt, đậy nắp lại. Xong xuôi tôi rửa mặt, súc miệng lên giường ngủ, ngủ ngon như một em bé. Khoảng 10 giờ sáng, Rob tới gặp tôi, trao ngay cho ông bản báo cáo xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Ông có vẻ ngạc nhiên vì không ngờ lại có bản báo cáo sớm như vậy. Cũng có thể tối hôm qua ông đi chơi khuya, chưa sẵn sàng làm việc sáng nay. Ông gấp bản báo cáo lại rồi cất vào túi trong áo jacket. Tôi nửa đùa nửa thật nói,
Nếu mà ông bị cướp hỏi thăm á, thì cho chúng nó cái Rolex và thẻ Metro, đừng cho nó lấy bản báo cáo của tôi nha. Rob cũng mê tín dị đoan nên nhăn mặt mà nói, cái miệng của bà đã linh lắm, đừng có nói vậy chứ. Khi tôi kể lại cuộc thám hiểm của tôi trong văn phòng bà Bình, Rob hơi giật mình và khuyên tôi không nên trở lại đó nữa. Không phải là vì an ninh của tôi mà ông khuyên tôi như vậy. Mãi sau này tôi mới biết rằng CIA không còn quan tâm, không muốn đả động đến đám phản chiến. Từ ngày chiến tranh chấm dứt, mặt trận giải phóng miền Nam đã bị lu mờ và Cộng sản Hà Nội đã nắm hết. Bây giờ CIA chỉ nhắm vào Phan Thanh Nam, vì Nam là đốt nhịp cầu của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Sau khi bước qua với chính quyền Hà Nội, họ không để cho cái bóng ma của chính phủ cách mạng lâm thời nhát họ nữa đâu. Một buổi sáng tôi đi xe điện ngầm. Tôi đi bộ trên lề đường để xem các quầy bán sách vở. Trong một thoáng tôi có cảm tưởng tôi đang đi trên đường Lê Lợi ở Sài Gòn. Tôi thấy vui vui, chung quanh tôi người ta toàn nói tiếng Pháp. Sau khi ăn điểm tâm tại một tiệm cà phê đối diện với nhà thờ, tôi quyết định gọi Thái, anh ở nhà vợ chưa cưới của anh. Ở ngoại ô Paris, bà mẹ vợ chưa cưới của anh cho biết anh hiện đang làm việc ở tòa đại sứ của Hà Nội. Thế là tôi biết Thái không phải chỉ là sinh viên mà còn là một nhân viên tại tòa đại sứ. Tôi nghĩ rằng nếu tôi cho bà ta biết tôi là ai, thì tôi có thể biết thêm được một số tin tức khác. Tôi liền xưng danh và nói rằng tôi đang ở Paris để thăm viếng ba tôi là ông Đặng Quang Minh. Bà liền vui vẻ reo lên, ô tôi biết anh Minh, gia đình tôi rất là quý anh, cảm ơn cháu đã cho biết cháu là con gái anh Minh. Tôi hơi có mặc cảm tội lỗi khi nghe giọng thân mật của bà, vì thế tôi không biết nói gì hơn nữa, chỉ xin bà cho anh Thái biết tôi đã gọi. Bà liền cho tôi số điện thoại của tòa đại sứ Hà Nội và đề nghị tôi gọi cho anh Thái để cùng đi ăn trưa. Tôi nói tôi không muốn phiền anh khi anh đang làm việc, nhưng bà nói thêm, cháu cứ kêu Thái đi, anh ấy chắc chắn rất vui, được gặp cháu, cũng có thể Thái sẽ đưa cháu đến hội người Việt và giới thiệu với ông chủ tịch hội. Hội người Việt này là hội của những Việt Kiều theo Cộng sản, làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội đẹp như vậy? Tôi vội ghi số điện thoại tòa đại sứ Hà Nội và cảm ơn bà rối rít. Tôi không có ý định kêu ngay cho tòa đại sứ vì không biết có bị an ninh chìm của Pháp hay của ai khác theo dõi không. Do đó tôi nghĩ rằng phải hết sức cẩn thận. Tôi theo đám đông các du khách để đi thăm nhà thờ Đức Bà. Trong một tiệm buôn lớn ở trên đường Horseman, tôi dùng điện thoại công cộng để gọi cho tòa đại sứ Hà Nội. Người trả lời điện thoại cho biết Thái đang họp với ông đại sứ. Nếu tôi có việc khẩn cấp thì ông sẽ mời Thái ra ngay. Như vậy là thêm một chi tiết quan trọng về Thái. Anh làm việc trực tiếp với ông đại sứ. Có thể những điều anh nói với tôi là ý kiến của ông đại sứ, như vậy giao thiệp với anh rất có lợi. Tôi cảm ơn người đã trả lời điện thoại và hẹn sẽ gọi lại. Tôi cảm thấy tôi đang gặp may, nhưng khi tôi đi dạo xem phố phường chợt nhớ tới ba má tôi và hoàn cảnh hiện tại của ông bà, thì mây đen kéo đến che phủ nền trời trong sáng, không còn hứng đi chơi nữa. Tôi đi xe điện ngầm về và gọi điện thoại ngay cho ba tôi. Ông tỏ ra vui vẻ và muốn tôi cũng vui như ông. Tôi đề nghị ông đưa má tôi vào Paris để cả ba cùng đi chơi mua sắm lặt vặt. Nhưng ông cho biết ông đi đâu cũng phải đi với một người trong tòa đại sứ, đó là hộ vệ viên của ông. Nhưng ông hứa ngày mai ông có thể đi cùng với Thái để cùng má tôi và tôi đi mua sắm. Tôi viết một bản báo cáo về những điều mới khám phá liên quan tới Thái để trao cho Grob khi ông tới gặp tôi vào buổi chiều. Ông tỏ vẻ vui thích về khám phá này. Chúng tôi đồng ý là tôi cần đến Medan gặp Mimi, vợ chưa cưới của Thái và gia đình cô ta. Có thể có nhiều tin tức mới lạ, nhưng tôi cần chờ đợi người ta mời hơn là tự tiện đến. Rap cho rằng tôi nên giữ thế thụ động để Thái tìm cách chỉ bảo tôi về thế giới của xã hội chủ nghĩa. Rob cho biết sẽ gửi bản báo cáo của tôi về Langley ngay tối nay. Sau đó Rob mời tôi đi ăn tối để mừng công việc có chút tiến bộ. Chúng tôi sẽ đến một tiệm mà ông thích. Nhưng chúng tôi cẩn thận đi riêng, chỉ gặp nhau tại trạm xe điện ngầm François Xavier. Tối hôm đó chúng tôi được ăn một bữa thật ngon và tôi đã uống rượu hơi nhiều. Khi tôi trở về khách sạn, người làm việc ngoài quầy tiếp khách đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ. Trong hộp để chìa khóa phòng thì tôi biết Thái kêu tôi khi tôi đi vắng. Khi Thái kêu và cho biết anh cùng ba má đang đợi ở dưới nhà, tôi vội vã chạy xuống ngay. Chúng tôi tới nhiều tiệm để coi hàng hóa, ba tôi mua một máy quay phim. Nhưng khi má tôi đề nghị đến một tiệm bán quần áo đàn ông để mua cho ba tôi mấy cái sơ mi, thì ba tôi tỏ vẻ không thích, ba tôi nói, anh có đầy đủ rồi.
Theo tôi biết, nếu một người đàn ông chỉ cần có 4 áo sơ mi thì có thể coi như ba tôi có đủ cả rồi. Má tôi năn nỉ nhiều lần, ông mới chịu mua mấy cái áo, nhưng nhất định không chịu mua quần. Ông chỉ mua thêm 2 cái áo và một vài quần lót cho anh Khôi thôi. Thấy vậy tôi cũng đành đồng ý, dù trong lòng tôi hơi ghen với anh, dù đã lớn anh vẫn được ba tôi cưng chiều. Trong một thoáng tôi nghĩ rằng nếu tôi ngưng hát những bài ca chống cộng bên tai ông, thì có lẽ tôi cũng được cưng chiều như anh Khôi. Thôi lớn rồi, biết ba má thương yêu nhau, đòi cưng chiều tôi đến mức này là lý tưởng vô cùng rồi. Trong chuyến đi mua sắm đó, vào một lúc vắng vẻ chỉ có hai mẹ con, má tôi cho tôi biết là bà đã có quyết định về tương lai của hai người rồi. Ba má tôi đã thảo luận rất lâu và đi đến một kết luận là má tôi trở về Mỹ với các con. Khi mua sắm xong, bất ngờ Thái cho biết là Phan Thanh Nam muốn gặp má tôi và tôi tới Tòa Đại sứ Việt Cộng. Chúng tôi không muốn gặp Nam chút nào nhưng lại không dám từ chối vì Thái là người lái xe mà chúng tôi lại không muốn tỏ thái độ thật của chúng tôi cho anh ta biết. Khi chúng tôi tới Tòa Đại sứ Mặt trận Giải phóng miền Nam, thái độ của Nam đã thay đổi hẳn, không còn niềm nở như lần đầu gặp chúng tôi nữa. Ông tỏ vẻ lạnh nhạt đối với má tôi, không cười dù chỉ là một nụ cười xã giao. Tôi đoán ông đã mất bình tĩnh khi phải chờ đợi quá lâu quyết định của má tôi. Ông chào đón má tôi xong, vẻ mặt lạnh lùng nặng như chì. Ngay khi chúng tôi vừa tới nơi, bà Như Phi, vợ của một khoa học người Pháp, mời ba tôi lên văn phòng của bà ở lầu 2 để hỏi ý kiến ông về cách đối phó với chính phủ Gia Na Đại, về một chiếc tàu mới tới Gia Na Đại sau khi miền Nam sụp đổ. Tàu đó chở đầy đồ cổ quý giá của miền Nam mà chính quyền mới ở Sài Gòn muốn lấy lại. Thanh, bác tài xế, cũng đã ngồi ở phòng khách với Nam khi má tôi và tôi vào ngồi trong đó. Nhìn mặt má tôi biết bà không muốn nói chuyện với thằng Lùn, biệt danh mà má tôi đặt tên cho Nam, nhưng bà im lặng chờ đợi. Sau khi Nam và Thanh đưa mắt nhìn nhau, Nam tằng hắng theo thói quen, rồi hỏi má tôi đã quyết định trở về Việt Nam chưa. Má tôi đáp, tôi quyết định rồi chú Nam à. Bà dùng chữ chú để tỏ ra mình là người trên đối với kẻ ít tuổi hơn. Thanh và Nam đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ vui mừng, như cái máy cả hai chồm tới để nghe má tôi nói, rồi cùng nhìn má tôi chờ đợi. Má tôi bình tĩnh nói, tôi sẽ rời Paris thật sớm nhưng tôi không về Sài Gòn. Cả hai cùng tỏ vẻ kinh ngạc, ngồi bất động và giữ im lặng rất lâu. Cuối cùng Nam lên tiếng bằng một giọng yếu ớt, tôi không hiểu chị nói gì. Má tôi nói, để tôi giải thích cho hai chú hiểu, ba nó và tôi cùng phục vụ tổ quốc bằng hai đường khác nhau. Ảnh đi làm cách mạng, còn tôi nuôi dạy con cái, không ai thay thế cho ai được, cũng không thể lơ là bổn phận nặng nề của mình. Thanh ngắt lời má tôi, nhưng các con chị đã trưởng thành và hòa bình đã tái lập trên quê hương ta rồi. Chú Thanh, chú cho tôi nói hết đã, tôi còn hai đứa nhỏ, đành rằng Việt Nam bây giờ không còn đánh nhau nữa, nhưng ba nó và chính phủ mới còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi lớn tuổi hơn hai chú, tôi đã trải qua chiến tranh, rồi hòa bình, rồi chiến tranh, nên tôi biết mấy tháng, mấy năm sắp tới không dễ như hai chú tưởng đâu. Hai nhà ngoại giao ngồi nín thở nghe người đàn bà Cần Thơ giản dị trình bày. Ngưng một chút má tiếp. Không có tôi, ba nó có nhiều thì giờ rảnh rỗi để lo việc quốc gia đại sự. Trong khi đó hai đứa con nhỏ của tôi sẽ được tôi che chở săn sóc nơi xứ lạ quê người. Tôi xin hai chú trình bày ước vọng của tôi cho cấp trên ở Hà Nội biết. Hai nhân viên cộng sản ngồi im lặng cố gắng vừa nghe má tôi nói chuyện vừa nuốt trái đắng. Tôi nhìn lên tường có bức hình của ông Hồ Chí Minh và câu không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi nghĩ rằng bác Hồ chắc phải thích má tôi lắm. Bà lúc nào cũng tỏ ra có tinh thần độc lập và đang thực hành lời nói lãnh tụ để được hưởng tự do. Má tôi quay lại nói với tôi, con à, mình làm mất thì giờ của chú Nam nhiều quá rồi. Tôi biết hai chú không muốn gì hơn là mất nhiều thì giờ cho má tôi, vì họ đã mất thì giờ tính toán kỹ càng chiến lược của họ để sắp xếp cho vấn đề của ba. Trong khi hai người đang lúng túng, tôi bỏ ra ngoài phòng để lại một mình má tôi và hai ông cộng sản. Tôi chạy lên lầu xem ba tôi đã nói chuyện với bà Như Phi xong chưa. Bà cho biết ba tôi hiện ở trong phòng trọ của khách. Tôi vội tới đó, thấy ba tôi đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tháng 9 của Paris. Tôi đến bên ông và quàng tay ôm lấy lưng ông rồi nhìn ra ngoài. Cây hạt dẻ trước tòa đại sứ đã đổi sang màu nâu, lá rung rinh mỗi khi có gió lướt qua và lác đác rụng xuống lối đi. Tôi hỏi nhỏ, ba nghĩ gì vậy ba? Ba đang nhớ tới mùa thu ở quê mình,
bà nhớ tới mùa gặt trên cánh đồng của ông nội con khi ba còn nhỏ. Trong khi ông nói, tôi nhận thấy nụ cười buồn mang mác trên môi ông. Rồi ba tôi đổi giọng nghiêm trang. Con săn sóc má giùm ba nghe con. Dạ, con xin hứa chắc với ba điều đó. Còn về phần ba, ba cũng hứa cố gắng hết sức để đem lại hòa bình và thịnh vượng cho toàn dân. Vì ba biết điều đó quan trọng lắm đối với con. Tôi biết rằng một cuộc chia ly khác đã bắt đầu trong đời chúng tôi một lần nữa. Và lần này sẽ kéo dài không biết bao lâu. Tôi siết mạnh tay ba tôi rồi nói. Con rất muốn có một ngày con với ba đi dạo trên cánh đồng của ông nội, để mình nghe tiếng chuông reo trong gió, để nếm hương vị ngọt ngào trong bầu không khí trên miếng đất của ông bà nội con. Ba sẽ chờ con về. Tôi liền nói, đau lắm ba ơi, tối hôm qua con so sánh tâm trạng của con lúc này với tâm trạng của ba khi thực dân Pháp cai trị Việt Nam, con mới biết tội nghiệp cho ba hồi đó lắm. Nói đến đây tôi vội ngưng lại, vì nhớ ra rằng rừng có mạch, vách có tai. Tôi đang đứng trong xào huyệt của Việt Cộng và người ta có thể lén đặt máy nghe khắp nơi. Tôi không thể nói thật ý nghĩ của tôi được nữa. Ba má tôi và tôi được mời ăn tối cùng ông đại sứ Võ Văn Sung và phu nhân của Tòa đại sứ Hà Nội. Nhưng sau khi má tôi cho Phan Thanh Nam biết sẽ không về Việt Nam, thì bà không muốn gặp các nhân vật của Hà Nội nữa. Khi Nam cho biết bữa tiệc tối nay là để ăn mừng ngày sum họp của ba má tôi, thì bà càng thấy cuộc gặp gỡ càng không hợp tình hợp lý nữa. Nam miễn cưỡng không muốn là người báo tin xấu với ông đại sứ. Ông nói thêm ông bà Sung muốn gặp má tôi và tôi lắm, nhưng má tôi đã quyết định khước từ. Phan Thanh Nam đành chịu thua. Chiều hôm đó, Thái lái xe đưa ba má tôi trở về biệt thự và đề nghị tôi đi cùng. Tất nhiên là tôi chịu liền vì tôi biết rằng cơ hội được gặp ba má tôi sắp sửa không còn nữa. Tôi phải tận hưởng những giây phút tuyệt vời này càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, chúng tôi không thể tự do nói chuyện riêng tư vì Thái lắng tai nghe hết. Ngay sau khi cho biết sẽ không về Việt Nam, má tôi ngỏ ý muốn trở lại Mỹ càng sớm càng tốt. Thế là không khí trở nên căng thẳng giữa ba và má tôi. Má tôi thấy có một người lạ mặt nhưng không vô nhà gặp ba tôi, chỉ vô cổng, xuống nhà bếp, nhà xe rồi đi. Bà e ngại có thể chính phủ Hà Nội ép bà phải về Việt Nam để Hà Nội khỏi bị mất mặt. Một ngày trước khi má tôi lên đường như đã định, tôi đến biệt thự lấy đồ đạc của bà đem về khách sạn. Khi tôi sắp sửa ra xe, bà muốn đi với tôi luôn, chứ không muốn chờ đến ngày mai. Má tôi bay qua Atlanta để ở với vợ chồng chị Kim của tôi một thời gian. Ba tôi lưu lại Paris thêm vài ngày với tôi. Ông không ở biệt thự nữa mà về tòa đại sứ của chính phủ cách mạng lâm thời. Ba má tôi mất nhau vì ý thức hệ. Đây là lần đầu tiên trong đời một đảng viên cộng sản ở địa vị của ba tôi được tự do chấp nhận và tự do để cho một cá nhân chọn lựa giữa xã hội chủ nghĩa và dân chủ. Sau này má tôi kể lại cho tôi biết, khi bà hỏi ba tôi nếu bà về Việt Nam thì chính phủ sẽ làm gì bà, ba tôi nói, ba sẽ phải gặp một vài người có trách nhiệm để giải thích về trường hợp của bà. Trường hợp của má tôi là cho phép con gái kết hôn với người Mỹ và việc má tôi bị Mỹ bắt cóc. Má tôi buồn lắm, nhưng bà duyên dáng kể rằng khi ba tôi nhắc đến những thằng rể Mỹ, má tôi nói, tôi cho đồng chí biết mấy thằng Mỹ đó là cha của cháu ngoại anh chứ không ai xa lạ. Thời gian là một liều thuốc màu nhiệm. Má tôi là người biết rộng, bà không nhìn lại, không nuối tiếc về sự quyết định của bà. Nhưng bà không ngừng tìm cách cho anh hai tôi vượt biên đi tìm tự do. Sau đó thỉnh thoảng má tôi nhận được thơ của ba tôi. Thơ viết từ người chị yêu thương em, yêu thương con cái của em. Thơ cảm ơn người em đã chung thủy với gia đình, với bổn phận, làm vợ, làm mẹ, làm người con hiếu thảo. Các bạn vừa nghe xong chương 37. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong chương 38.